và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Kính bạch sư cho con hỏi, khi tu tập thì sẽ xóa tan những phiền não vui buồn. Vậy một bậc chứng đắc là một người không còn cảm xúc hay sao vậy sư? Mong sư hoan nghĩ vậy đó. Sư có một ví dụ như vậy nè. Giống như một người mà bị ghẻ. Thôi khỏi ví dụ chi cho xa. Sư nhớ có thời gian sư bị ghẻ. Khi mà bị ghẻ như vậy á, gãi thì nó rất là đã ngứa. Nhưng mà chắc chắn là mình biết là cái ghẻ là cái mình phải chữa, chứ không thể nào mình nói là mình vì nó đã ngứa cho nên là cứ để ghẻ vậy cho nó gãi cho nó đã. Không có. Mà đúng thiệt sư phải công nhận là gãi cái ghẻ nó đã ngứa lắm. Nhưng không có ai gì cái chuyện đó mà mình cứ giữ cái ghẻ lại hết trơn. Cho nên là phải trị. Trị cho nó hết ghẻ. Thì khi đó mình mới có sự an lạc của cái việc là không bị ngứa. Hồi xưa mình cứ nghĩ là cái ngứa và cái đã ngứa là hai mặt của đồng tiền, đúng không? Cái ngứa và cái đã ngứa là hai mặt. Thì nó phải có cái ngứa thì mình mới gãi thì nó mới đã ngứa chứ. Giờ không có cái ngứa nữa thì nó đâu còn cái đã ngứa. Mà bây giờ mình không có ghẻ nữa thì đâu còn cái đã ngứa nữa đâu. Nó uổng. Nhưng mà một người trí không ai nghĩ vậy. Và quả thật là khi mà chữa hết cái ghẻ thì cái đêm đầu tiên phải nói là nó tuyệt vời vô cùng. Hưởng được cái sự an lạc của một đêm không bị ngứa do ghẻ. Mà hồi xưa là mình không có được cái đó. Mình không trải nghiệm ra được cái đó. Là sự an lạc do sự không bị ngứa nữa. Hồi xưa mình chỉ nghĩ là chỉ có ngứa, nó gãi nó đã ngứa thì cái đó là ngon. Nhưng không, cái sự không còn ngứa nữa nó an lạc hơn rất là nhiều. Thì nó y chang như câu hỏi của quý vị. Sở dĩ mà mình có vui là do mình có buồn, đúng không? Cái vui là do mình giải quyết được cái nỗi buồn thì mình mới vui. Ví dụ như nóng, mình không còn nóng nữa thì mình vui. Mình cô đơn thì mình có người yêu thì mình vui. Người yêu giận hờn thì hôm đó không có giận hờn nữa, nói thôi bây giờ anh muốn gì em chiều thì là mình vui. Có nghĩa là cái vui của mình á, nó dựa trên cái sự đau khổ. Mà mình y như một cái đứa bị ghẻ, mình không muốn chữa ghẻ vậy đó. Mình cứ nói thôi bây giờ không còn vui, không còn khổ nữa thì thôi tu làm cái gì. Chính vì Đức Thế Tôn là một bậc trí tuệ sáng suốt, Ngài tìm con đường giác ngộ để Ngài chấm dứt những cái vui và khổ của thế gian này. Và cái đó đó quý vị sẽ được hưởng và sẽ biết là cái chuyện mà vui buồn đó, nó trẻ con như thế nào khi mà quý vị chứng thánh. Bây giờ mình còn phàm, mình còn thấy nó là hay. Mình còn thấy các cảm xúc vui buồn lẫn lộn như vậy nó là hay. Chứ tới hồi mà mình chứng thánh rồi, mình mới thấy là hồi xưa mình con nít tới cỡ nào. Thì quý vị không thấy được cái đó là bởi vì như bây giờ mình vẫn còn phiền não. Nhưng mà cứ tưởng tượng qua cái ví dụ của sư là quý vị sẽ hiểu. Một cái người mà nói thôi bây giờ đừng có chữa ghẻ, tại vì chữa rồi là tôi không còn đã ngứa nữa, thì cái người như vậy á, nó còn nít y ra làm sao? Thì khi cái vấn đề của chúng ta nó còn nít y chang vậy ha. Xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì cái phần mà phân tích đó, phân tích về mặt mà thực tế về cái sự hiểu biết mà cái người mà hiểu lầm, mà cái người đặt câu hỏi này hiểu lầm là thế gian đó, thì Đức Hạnh Tuệ trả lời thì sư hoàn toàn đồng ý, rất là chính xác thưa quý vị. Ở đây thì sư sẽ phân tích cho quý vị thêm về khía cạnh mà gọi là chính vì đôi khi mình chưa có cơ hội tiếp cận A Tỳ Đàm, tức là tiếp cận vi diệu pháp thưa quý vị, cho nên
mình hiểu cái vui hay cái buồn đó, đôi khi nó không trọn vẹn thưa quý vị. Tại vì khi á, khi mà ở đây quý vị nó hỏi là kính bạch sư, khi tu tập nó sẽ xóa tan, khi tu tập sẽ xóa tan những phiền não vui buồn, vậy một bậc chứng đắc là một người không cảm xúc. Quý vị, một bậc chứng đắc ở đây á, mà nói xóa tan phiền não là sư đang nói trong trường hợp vị a la hán thưa vị, vị a la hán nha. Thì nếu mà nói trong vị pháp thì vị la hán trạng thái mà tâm á, quý vị đó dùng á, là một trạng thái là tâm đặc biệt mà gọi là tâm duy tác thưa vị. Thì trong tâm duy tác á, là có hai phần thọ, đó là thọ hỷ và thọ xả. Và những cái tâm ngày xài á, những cái tâm sở đi kèm, những cái tâm duy tác này nè, là những cái tâm thiện, tâm sở thiện không quý vị. Tại vì vốn dĩ vị a la hán, la hán là bậc vô tham vô sân, vô tham vô sân vô si, thì những cái tâm sở bất thiện, hay còn gọi là, nếu mà nói tâm sở á, thì cũng có gọi là tâm sở á, cũng có tạm gọi tạm hiểu là cũng thể là gọi là những cái tâm mà thuộc dòng về cảm xúc thôi vị đó. Thì mình phải hiểu là những cái tâm mà sở mà thiện, thiên về thiện đó, nó đi với tâm vương di tác không, chứ hoàn toàn không có còn, không có còn tâm bất thiện thưa vị. Đó là sự khác biệt đó. Để khi mình hiểu, để khi cho quý vị hiểu vậy không, còn một vị la hán mà khi mà dùng trạng thái tâm di tác thì nó không có gọi á, khi mà ngày 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 những cái tâm sở thiện mà đi chung á, giống như là tín niệm tâm quý gì đó, mình phải hiểu thêm một điều nữa là những cái tâm này á là nó không có tạo nghiệp thưa quý vị. Quý vị hiểu không? Không có tạo nghiệp, không có tạo nghiệp nữa. Tuy là nó có thọ xả và thọ hỷ đó. Để tại sao sư lại nói vấn đề này cho quý vị, nhấn mạnh cho quý vị? Tại vì đôi khi quý vị hiểu á, là cái thọ hỷ á, có nhiều người hiểu nó sai sai lắm. Đôi khi họ hiểu cái thọ hỷ á, là nó thiên về hướng tích cực không mà, nhưng mà đâu hiểu được là giống như thọ hỷ á, nó là thật sự đối với bản chất thọ hỷ á, là nó là trung tính thưa vị. Tại vì như vị biết đó, bên bên tâm tham đi là nó có là tâm tham thọ hỷ đó, và bên tâm thiện cũng vậy, là có tâm thiện thọ hỷ, hay là tâm quả thọ hỷ, hay là tâm duy tác thọ hỷ. Cho nên là quý vị phải, khi mà quý vị hiểu được á, quý vị hiểu được cái căn bản thôi, ở đây chứ không nói nói về phải học A-di-đà cao siêu, mà quý vị hiểu căn bản thôi, thì quý vị sẽ hiểu được á, một vị mà A-la-hán, có nghĩa là bậc lậu tận vô tham vô sân si, thì cái trạng thái tâm của ngài như thế nào. Đúng không? Mình hiểu rõ được như vậy, và hàng ngày các ngài dùng cái tâm đó, cái tâm đó, cái tâm mà duy tác đó, cái chức năng đó, nó là như thế nào, thì mình hiểu rõ để mình tránh mình đi mình hiểu lầm, mình suy diễn là ở đây trong trường hợp này nè, mình nói là còn vui còn buồn đó. Phàm phu chứ phàm phu thì giống như đức hình tại nó chính xác thôi vị. Phàm phu mình nó mới là cái vui buồn, cái buồn phàm phu mình nó khác, tại vì phàm phu mình xài là chỉ có hai tâm thôi à. Đó. Chỉ hai cái dạng, cái hai tâm nói về tâm vương đó, hai tâm thôi, thiện hay bất thiện thôi vị. Không, làm gì mà đủ đẳng cấp mà. Làm gì mà để có đẳng cấp mà hướng tới tâm di tác được. Tâm di tác là chỉ có bậc a la hán thôi vị. Đó là vô tham vô sân vô si mới xài tâm đó thôi. Thì cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Xin cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ. Sẽ không biết là quý vị có nhận ra mà cái mà quý sư muốn truyền đạt cho quý vị hay không? Tức là những cái vui buồn mà mình hiểu xưa giờ là cái vui buồn của phàm phu, chứ chúng ta chưa bao giờ hưởng được sự an lạc của việc chấm dứt phiền não. Cho nên mình mới nghĩ là một vị thánh thì vắng bóng đi cái sự vui buồn của phàm phu thì còn cái gì? Xin thưa, nó còn lại sự an lạc tối thượng của bậc thánh. Cho nên niết bàn là lạc tối thượng. Chứ mình đừng có nghĩ là nó giống như cái hiểu của phàm phu mình.
Niết bàn là lạc tối thượng. Nếu như quý vị muốn mà gọi là có một cái cảm xúc, có một cái cảm thọ đó, thì chỉ có thể nói là Niết bàn là lạc tối thượng. Đức Thế Tôn đã nói câu đó trong rất nhiều bài kinh. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.